Xin chào quý vị, anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Tình hình bàn cờ quân sự trên thế giới ngày hôm nay đang phản ứng rất mạnh về cái thông cáo báo chí từ Mỹ, Anh và Pháp. Tuy nhiên thì việc này đến ngày hôm nay Nhà Trắng đã nói rằng chưa xác nhận. Tức là thông tin vẫn còn lấp lửng là đúng và sai. Nhưng chúng ta cũng đều hiểu là bước đi này dù có xảy ra thì nó cũng không thể thay đổi được tình thế trên chiến trường của Ukraine ngày hôm nay. Người ta chỉ thấy rằng đây là quân bài cuối cùng mà ông Biden có thể giúp cho Ukraine và gây áp lực cho chính quyền Donald Trump thôi. Tức là phá bỏ về kế hoạch hòa bình của Donald Trump thôi. Còn nếu như thực hiện quy mô lớn tấn công nguy hiểm gây hại cho Nga, rất có thể Sơn Đông trở thành bình địa. Trung tâm đầu não của Kiev cũng sẽ trở thành bình địa. Và Nga có đầy đủ các cớ để tuyên bố mới cho chiến dịch quân sự đặc biệt. Nó sẽ không dừng lại ở Donbass nữa. Nó không dừng lại ở đấy nữa. Vì cái động thái của Hoa Kỳ ngày hôm nay chưa biết là có đúng hay không, nhưng nó đang khiến cho tình hình leo thang xung đột nguy hiểm hơn cho cả nhân loại. Nó thể hiện tính vô trách nhiệm của nước Mỹ đối với hòa bình của thế giới. Và phía Trung Quốc, Hungary và một số quốc gia đã lên án về hành động này. Phương Tây tập thể ngày càng công khai về tiêu chuẩn kép, mong muốn là cả thế giới phải nghe theo lời của Mỹ cơ. Và chỉ có Mỹ mới là người tuyên bố đúng và sai, chứ còn thế giới không được phép tuyên bố cái gì về phương Tây cả, về Ukraine cả. Phương Tây có quyền viện trợ Ukraine để chống Nga, nhưng đồng minh của Nga không được phép viện trợ. Mẹ thế nó mới hài hước. Và đến thời điểm ngày hôm nay thì Hoa Kỳ tiếp tục lại cáo buộc rằng Trung Quốc đã sản xuất UAV để phục vụ cho Liên bang Nga. Phía Trung Quốc đã bác bỏ cái cáo buộc này. Phương Tây tập thể đưa ra những thông điệp cáo buộc tương tự như vậy với Iran, với Triều Tiên, nhưng chưa bao giờ đưa ra được bằng chứng. Chưa bao giờ đưa bằng chứng. Tất cả đều dưới dạng là thông tin tình báo. Một số nguồn tin cho chúng tôi biết đưa tin kiểu đấy, Vũ Quang cả ngày đưa tin được. Theo một số nguồn tin như Vũ Quang biết, theo một số nguồn tin nhé, một số nguồn tin tình báo vỉa hè cho Vũ Quang biết, biết rằng phương Tây đang chuẩn bị một cái kế hoạch với những nhà lãnh đạo đầu não của phương Tây, sẵn sàng quỳ gối cầu xin Tổng thống Putin. Đấy là thông tin tình báo vỉa hè Vũ Quang. Thế đưa tin kiểu đấy thì ai sẽ đưa được, đúng không? Cần gì phải xác thực đâu. Theo một số nguồn tin chưa xác nhận, chưa xác thực, chúng tôi đang thấy rằng toàn bộ sườn đông NATO chuẩn bị rời bỏ Mỹ và quay trở về không gian Liên bang Xô Viết, theo một số nguồn tin chưa được xác nhận. Thì nó như thế, đưa tin kiểu đây thì đúng là ôi dồi luôn. Anh chị cứ để ý về những cái cáo buộc Iran, Triều Tiên và Trung Quốc hỗ trợ cho Nga đều dưới dạng thông tin tình báo, đều dưới dạng có một số nguồn tin cho chúng tôi thấy, đều dưới dạng như vậy. Ngày hôm nay Kim Jong-un cáo buộc phương Tây sử dụng Ukraine để chống lại Nga. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng là phương Tây và Mỹ đang sử dụng Ukraine làm lực lượng xung kích tiền phương trong cuộc chiến chống lại Nga. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin, theo đó đây là cuộc chiến được tiến hành để tích lũy kinh nghiệm chiến đấu và mở rộng phạm vi can thiệp quân sự của phương Tây. Ông Kim Jong-un nói điều này trong một bài phát biểu quan trọng về tình hình và nhiệm vụ hiện nay của các chỉ huy tiểu đoàn và các lãnh đạo chính trị quân đội của quân nhân Triều Tiên trước những người tham gia cuộc họp lần thứ tư các chỉ huy tiểu đoàn và lãnh đạo chính trị được tổ chức lần đầu tiên sau 10 năm. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng là chiến tranh chưa bao giờ là việc của người khác và không phải là vấn đề thuộc tương lai xa. Chúng ta phải coi cuộc chiến mà Mỹ và phương Tây đang tiến hành chống lại Nga, sử dụng Ukraine làm lực lượng xung kích, là một
cuộc xung đột nhằm tích lũy toàn diện kinh nghiệm chiến đấu thực tế và mở rộng phạm vi can thiệp quân sự trên toàn thế giới. Ông Kim Jong-un lưu ý rằng là các nhà buôn chiến tranh của Mỹ đang tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine và Israel kéo dài các cuộc xung đột hiện tại. Ngày càng có nhiều quốc gia bị lôi kéo vào tình thế này. Điều đó đang làm trầm trọng thêm các vấn đề an ninh toàn cầu, làm tăng thêm nguy cơ xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba và khiến cho tình hình ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Ông nói thêm rằng là nguy cơ chiến tranh hiện hữu trên toàn thế giới và không ai có thể dự đoán được nó sẽ bắt đầu ở đâu và khi nào. Trong khi đó bán đảo Triều Tiên được ghi nhận là khu vực có nguy cơ xảy ra xung đột quân sự cao nhất. Mỗi đơn vị lực lượng vũ trang chúng ta phải tập trung hoạt động chuẩn bị cho chiến tranh và nỗ lực hết sức để nhanh chóng hoàn thành công tác chuẩn bị này, nhà lãnh đạo Triều Tiên chia sẻ. Trong khi đó chúng ta biết là Nga Triều đã có hiệp ước phòng thủ chung đấy. Cho nên là theo luận điệu của phương Tây thì Triều Tiên hỗ trợ cho Nga về quân sự và kể cả là binh sĩ là đúng theo công ước của Liên Hợp Quốc, là hợp pháp chứ không phải bất hợp pháp. Vì phương Tây cũng dẫn chứng điều đó để bảo vệ Ukraine, thì Nga Triều cũng dẫn chứng điều đó để bảo vệ nhau. Phương Tây đang tự tạo ra cái gậy để đập vào chính lưng của mình thôi, gậy ông đập lưng ông thôi. Ông Kim Jong-un cũng kêu gọi quân đội của Triều Tiên sẵn sàng đối phó với lại chiến tranh. Tình hình ở Đông Bắc Á tiếp tục đó là căng thẳng. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vạch trần tính chất nguy hiểm của cuộc đối đầu quân sự giữa Mỹ, Hàn Quốc và các thế lực thù địch khác chống lại Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên. Điều này dẫn đến tình trạng căng thẳng tồi tệ nhất trong lịch sử trên bán đảo Triều Tiên, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin. Kim Jong-un đã nói điều này khi ông có một bài phát biểu quan trọng về tình hình, về nhiệm vụ hiện nay của quân nhân Triều Tiên và sẵn sàng trong trạng thái là đối phó với lại chiến tranh. Trong khi trước đó thì Kim Jong-un đã cáo buộc Mỹ là sử dụng Ukraine để chống lại Nga, và ngày hôm nay Triều Tiên cần phải sẵn sàng chiến đấu để chống lại chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Đó là thông điệp gửi tới cho Hoa Kỳ và đồng minh, đúng không? Nhắc đến bán đảo Triều Tiên, Vũ Quang lại nhớ tới lời tuyên bố của kẻ làm giàu tên là Gà Tần, nói rằng là Mỹ ve vãn Triều Tiên kinh quá, Mỹ cần Việt Nam để ve vãn Triều Tiên. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại từ cận đại cho đến bây giờ có một kẻ tuyên bố rằng Mỹ phải ve vãn Triều. Lần đầu tiên thấy nói điều này, một sự ngu dốt tận cùng của sự hiểu biết liên quan đến địa chính trị và quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia và địa chính trị rộng lớn trên thế giới. Lần đầu tiên có kẻ phát biểu như thế. Mục đích trên bán đảo Triều Tiên vẫn còn chiến tranh là cơ sở để Hoa Kỳ có cái cớ tăng cường quân sự vũ khí ở tại Hàn Quốc, Nhật Bản. Mục đích duy nhất là gây bất ổn ở Đông Bắc Á và tạo ra cản trở phát triển kinh tế và ảnh hưởng của Nga Trung, thì nó lại bảo là ve vãn Triều Tiên. Chịu, không còn gì để nói cho sự hiểu biết của người được cho là dạy làm giàu và tự do tài chính, uyên thâm về đạo lý gây lắm. Bộ Ngoại giao của Iran nói Mỹ và châu Âu là nguyên nhân chính dẫn đến xung đột ở Ukraine ngày hôm nay, là nguyên nhân chính. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Iran trong một cuộc họp báo hàng tuần đã chỉ trích đích danh Hoa Kỳ và các quốc gia châu Âu là nguyên nhân chính xảy ra xung đột ở tại Ukraine. Một trong những nguyên nhân dẫn đến xung đột Ukraine là các hành động bành trướng của phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đã không thực hiện lời hứa với lại quan chức của Liên bang Xô Viết tăng cường sườn đông và không coi Nga ra gì, không tôn trọng lợi ích an ninh của Nga. Và đương nhiên không cho Nga lựa chọn nào thì Nga phải thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt. Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đấy. Tổng thống Nga Putin gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người đã bị chế độ Kiev lạm dụng và diệt chủng trong suốt 8 năm. Ông lưu ý rằng là chiến dịch đặc biệt là một biện pháp Nga bắt buộc, Nga không có lựa chọn để làm khác. Rủi ro an ninh được tạo ra đến mức không thể đáp trả bằng các biện pháp khác. Theo ông thì Nga đã cố gắng trong 30 năm để đạt được thỏa thuận với NATO
và các nguyên tắc an ninh ở châu Âu. Nhưng để đáp lại thì các nước này đã phải đối mặt với sự lựa chọn và dối trá đầy hoài nghi, hoặc những nỗ lực gây áp lực và tống dọa. Trong khi đó, bất chấp sự phản đối của Moscow, khối này vẫn đang dần mở rộng và tiếp cận biên giới của Liên bang Nga. Kẻ đang gây ấn hận thù phương Tây tập thể thì lại giao giảng về đạo đức, giao giảng về hòa bình, dân chủ và nhân quyền, nhưng trực tiếp nuôi dưỡng khủng bố trên thế giới, trực tiếp tiếp tay cho tội ác của Israel đang gây ra ở tại giải Gaza ngày hôm nay. Vậy thì phần còn lại của thế giới có muốn bước theo tiếng gọi của Hoa Kỳ không? Hay đi trên con đường riêng của mình để có độc lập, để có tự chủ? Đi theo Mỹ hay đi theo đường riêng? Thì tất cả chúng ta cũng đã thấy là thế giới đang lựa chọn đi trên con đường riêng của mình, chứ không phải tiếp tục đi theo con đường của nước Mỹ nữa. BRICS đang trở thành một trung tâm quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế cho cả thế giới. Nó đang trở thành như vậy. Còn chuyên gia Mỹ chia sẻ rằng ông Joe Biden muốn đẩy ông Trump vào chân tường về vấn đề Ukraine sau khi kích hoạt ATACMS ấy. Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn ép Tổng thống đắc cử Donald Trump kéo dài cuộc xung đột Ukraine. Nhà bình luận chính trị người Mỹ chia sẻ điều này với lại RT. Nhiều hãng tin đưa tin rằng là ông Biden đã chấp thuận yêu cầu của Kiev về việc cho phép tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ của Nga bằng tên lửa đạn đạo do Mỹ cung cấp. Một câu trước đó đã cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào như vậy sẽ cấu thành hành động chiến tranh giữa một thành viên NATO với lại Liên bang Nga. Chính quyền Biden muốn dồn ông Trump vào chân tường. Họ biết rằng ít nhất ông Trump đã hứa sẽ chấm dứt xung đột chiến tranh ở Ukraine, và họ muốn gây khó khăn cho ông ấy để thực hiện điều đó. Ông nói thêm rằng là người dân Mỹ muốn điều này kết thúc, và trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống này, họ sẽ làm mọi thứ có thể để duy trì cuộc chiến hiện nay, gây khó dễ cho chính quyền Donald Trump. Việc này Vũ Quang đã bình luận cùng quý khán giả. Và ngày hôm nay thì các nhà bình luận của Mỹ cũng đưa ra nhận định tương tự đấy. Trò chơi gây khó cho Donald Trump. Quyết định này có thể không liên quan gì đến cá nhân của ông Trump, mà nhằm mục đích bảo vệ những gì ông Biden coi là di sản chính trị của mình. Trên thực tế thì Tổng thống sắp mãn nhiệm muốn đảm bảo rằng ông sẽ được nhớ đến như một nhà lãnh đạo hiếu chiến cho đến phút đó là cuối cùng. Trò chơi bật đèn xanh về việc sử dụng tên lửa tầm xa tấn công sâu lãnh thổ của Nga hiện tại bây giờ nó vẫn chỉ là một tuyên bố về đòn tâm lý chiến. Trò chơi ném đá dò đường sâu rộng, xem phản ứng của Nga như thế nào, chứ chưa phải thông tin chính thức để Ukraine có thể sử dụng tên lửa tầm xa tấn công sâu lãnh thổ của Nga. Vì chúng ta biết để vận hành loại tên lửa này do chính quan chức của Mỹ, chuyên gia của Mỹ vận hành, chứ không phải là Ukraine vận hành nó. Vậy không phải Ukraine vận hành thì làm sao nó đã đưa ra được quyết định? Còn nếu như Ukraine vận hành, tôi tin tưởng sau cái thông cáo báo chí trên thì Ukraine nó đã tấn công rồi. Nó tấn công luôn và ngay bất ngờ vào Nga luôn rồi. Bởi tội đâu Mỹ chịu ạ. Còn Bộ Ngoại giao Nga chia sẻ rằng Ukraine tấn công sâu lãnh thổ của Nga sẽ làm thay đổi hoàn toàn bản chất xung đột. Đây là điều hiển nhiên. Lúc này nó chuyển giao trong giai đoạn là một phương Tây tập thể đang xâm lược Nga và cùng Ukraine để chống lại Nga, kiên quyết phá bỏ lợi ích an ninh của Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Nga cho biết việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga sẽ thay đổi hoàn toàn bản chất cuộc xung đột. Lời của bà được trích dẫn trên website của Bộ Ngoại giao Nga. Việc Kiev sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công lãnh thổ của chúng ta sẽ đồng nghĩa với việc Mỹ và các vệ tinh của nước này tham gia trực tiếp vào các hoạt động thù địch chống lại Nga, cũng như là sẽ có thay đổi căn bản về bản chất cuộc xung đột. Phản ứng của Nga trong trường hợp này sẽ đầy đủ và hữu hình, nhà ngoại giao Nga chia sẻ. Cái đáng lo ngại nhất là chuyển giao từ chiến dịch quân sự đặc biệt trở thành một cuộc chiến tranh để ngăn chặn sự bành trướng của phương Tây. Người phát ngôn nói thêm rằng là vấn đề chưa biết liệu tin này có dựa trên các nguồn tin chính thức hay không. Nhưng có một điều rõ ràng là trong bối cảnh
những thất bại của chế độ Kiev, những người bảo trợ phương Tây của họ đang đặt cược vào sự leo thang tối đa của một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại Nga, cố gắng đạt được mục tiêu viển vông là gây thất bại chiến lược cho Moscow. Thông điệp cho biết thêm về này, tuy nhiên không có vũ khí thần kỳ nào mà Zelensky và tay sai của ông ta đang cầu nguyện có thể ảnh hưởng đến tiến trình của chiến dịch đặc biệt. Đây chỉ là một cái trò chơi mà phương Tây tập thể đang đẩy ra những quân bài cuối cùng để lên dây cót tinh thần binh sĩ Ukraine và tạo ra một cuộc chiến tranh tâm lý với châu Âu và với nhân dân Liên bang Nga. Và nó càng thể hiện lực lượng vũ trang Ukraine đang dễ chết, thất bại trên chiến trường. Và nó cũng thể hiện một phương Tây tập thể đã thảm bại trong kế hoạch chống lại Liên bang Nga. Ở Mỹ đưa ra tuyên bố chí mạng về ATACMS này. Đây vẫn là thông tin nóng hổi nhất mà thế giới đang quan tâm. Tên lửa hành trình ATACMS sẽ chịu chung số phận đáng buồn ấy, với những loại vũ khí trước đây được các nước phương Tây cung cấp cho Kiev. Đây là bình luận của vị trung tá lực lượng vũ trang Hoa Kỳ đã nghỉ hưu David nói điều này với báo chí. Hãy nhớ điều gì đã xảy ra khi họ nói rằng F-16 sẽ thay đổi cục diện cuộc chơi và sẽ mang tính quyết định cho chiến dịch. Chúng ta đã đưa F-16 đến và chuyện gì đã xảy ra? Các bạn chưa bao giờ nghe thấy phải không? HIMARS ban đầu được cho là sẽ thay đổi cuộc chơi, sau đó là ATACMS. Tất cả sẽ chung một số phận. Theo ông thì Ukraine và phương Tây không có bất kỳ phương tiện nào có thể tác động đến diễn biến xung đột. Quyền chủ động hoàn toàn thuộc về Nga và Kiev từ lâu đã thua trong cuộc chiến này. Ukraine đã thua trong cuộc chiến này, họ thậm chí không có cơ hội để cầm cự. Và ngày hôm nay về việc ATACMS, nó cũng sẽ có kết quả giống như HIMARS hay là Patriot hay là F-16. Không khác gì hơn cả. Còn Điện Kremlin cũng bình luận về thông tin Mỹ cho phép tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga. Việc cho phép tiến hành các cuộc tấn công sâu lãnh thổ Liên bang Nga nếu có được chấp thuận và thông cáo báo và thông báo ấy, cho chính quyền của Kiev sẽ là một vòng tròn căng thẳng, thư ký báo chí của Tổng thống Putin chia sẻ. Ông Mikov nói với các phóng viên rằng nếu một quyết định như vậy thực sự được đưa ra và thông báo tới chế độ Kiev thì tất nhiên đây là một căng thẳng mới về mặt chiến lược, về mặt chất lượng ấy, và một tình huống mới sẽ được thực hiện. Những tín hiệu này đã được tập thể phương Tây biết đến. Tổng thống Nga tuyên bố tại Saint Petersburg rằng mọi thứ viện trợ cho Ukraine sẽ không thể thay đổi được cục diện trên chiến trường và thậm chí gây nguy hiểm cho cả phương Tây khi mà nó được thực hiện. Còn Lầu Năm Góc thì không xác nhận việc gỡ rào cho Ukraine tấn công sâu lãnh thổ của Nga. Vậy là thông tin này nó càng rõ ràng cho cái việc là thông cáo báo chí, đúng không? Lầu Năm Góc nói Sputnik rằng là Bộ Quốc phòng của Mỹ hiện không thể chính thức xác nhận việc Hoa Kỳ cho phép lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành các cuộc tấn công tên lửa tầm xa sâu vào lãnh thổ của Nga. Hiện tại chúng tôi không có bình luận gì về việc này. Vậy là nó chưa phải thông tin chính thức, nhưng yếu tố bật đèn xanh để ném đá vào đường là đúng. Qua đây chúng ta càng thấy phương Tây tập thể không thể đùa với gấu Nga. UAV của Ukraine đã tấn công dân thường ở trên toàn bộ chiến tuyến nếu như tìm mục tiêu. Đấy là lực lượng điều khiển UAV đấy. Không phải mang ra để chống lại Nga nữa mà chống lại chính dân thường Ukraine luôn. Chỉ cần thấy mục tiêu thôi là tấn công. Các đồng minh NATO thận trọng về việc xé rà vũ khí cho Ukraine. Các đồng minh NATO trong đó có Đức, Pháp khẳng định chưa dỡ bỏ hạn chế đối Ukraine sau thông tin Mỹ cho phép Kiev dùng vũ khí tầm xa viện trợ để tấn công sâu lãnh thổ của Nga. Ngoại trưởng của Pháp cho biết là Pháp vẫn đang xem xét cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa của Pháp cung cấp. Và Tổng thống Macron cũng công khai tuyên bố rằng Pháp đang xem xét về việc cho phép này. Và Đức cũng như là Anh cũng đưa ra lời tuyên bố tương tự. Tức là chưa chính thức cho Ukraine sử dụng.
Một câu thì cảnh báo đanh thép về ý tưởng Ukraine tấn công sâu lãnh thổ Nga sẽ là bước đi xóa sổ nhà nước Ukraine và chính quyền ông Zelensky. Và thậm chí là cả NATO nữa. Trong khi đó Maduro chia sẻ rằng chủ nghĩa đế quốc phương Tây trong giai đoạn điên rồ nhất ngày hôm nay, đó là Tổng thống Venezuela Maduro đã chỉ trích quyết định được cho là từ Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden khi chấp thuận sử dụng vũ khí tầm xa của để Ukraine tấn công sâu lãnh thổ Nga. Đây là thời kỳ điên rồ của chủ nghĩa đế quốc thực dân phương Tây. Thông tin ATACMF nó sẽ ảnh hưởng đến an ninh trên toàn cầu chứ không riêng gì ở tại Đông Âu. Buộc Nga phải thực hiện để ngăn chặn về động thái leo thang của phương Tây. Hôm nay là ATACMF, ngày mai có thể là Tomahawk, thậm chí là can dự trực tiếp. Vậy cần ngăn chặn ngay trong giai đoạn leo thang này. Nga sẽ sử dụng những loại vũ khí chưa từng dùng để đáp trả tương xứng trong động thái sử dụng tên lửa tầm xa tấn công sâu lãnh thổ của Nga. Cuối cùng vinh quang dành cho nước Nga không thể đảo chiều được. Vinh quang dành cho thế giới đa cực thôi. Chấm dứt chủ nghĩa đế quốc thực dân tân thuộc địa do Mỹ lãnh đạo. Chấm dứt tất cả vòi bạch tuộc của phương Tây và bành trướng phương Tây trên thế giới để xây dựng một thế giới đa cực, toàn diện, công bằng, dân chủ, đúng nghĩa đen của nó. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị và bạn đã quan tâm theo dõi ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và gặp lại quý vị anh chị và bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.